Xin chào các bạn, hôm nay linh kiện ST sẽ giới thiệu đến các bạn cái cách sử dụng cái mình nguồn LM2596 có khả năng điều chỉnh trơn điện áp, hạ áp xuống. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy chi tiết cái mình nguồn này. Thì đây khi mình cấp cái điện áp nó sẽ là in cộng và in trừ ở đây. Các bạn nhìn thấy đó. Và đầu ra nó sẽ ở out. Và cái biến trở trên mạch này là để chỉnh trơn được cái điện áp ra trong cái để đến được cái điện áp mà mình mong muốn. Thì cái điện áp đầu vào của nó là từ 30 cho đến 40V. Điện áp ra thì 1,5 cho đến 35V và dòng tải tối đa là được 3. Thì đây mình sẽ quay luôn để mô luôn cho các bạn xem thấy. Mình cấp điện vào cho nó là 9,6. Đây là cái đồng hồ chỉnh áp của mình nè. Đấy. À 6V. Giờ mình sẽ chỉnh nha. Ví dụ bây giờ mình muốn tăng điện áp lên này. Tăng điện áp lên nha đấy. Xoay tí nữa lên nhỏ nhá. Bây giờ mình giảm điện áp đi này. Mình xoay ngược cái biến trở lại. Chỉ vậy thôi. Bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn các cái module nguồn khác. Xin chào và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.